Giá cà phê trong nước hôm nay 16 tháng 9 nằm trong khoảng 123.500, 124.000 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.600 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 124.000 đồng 1 kg. Giá cà phê thế giới. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 16 tháng 9 năm 2024 lúc 5 giờ 30 phút tăng mức tăng 4.658. 5.267 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 5.267 đô la Mỹ một tấn tăng 190 đô la Mỹ một tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 4.998 đô la Mỹ một tấn, tăng 182 đô la Mỹ một tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2025 là 4.790 đô la Mỹ một tấn, tăng 180 đô la Mỹ một tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2025 là 4.658 đô la Mỹ một tấn, tăng 173 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024 sắc xanh chiếm ưu thế, mức tăng từ 9.20-10.05 sen, LB. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12 năm 2024 là 259.45 sen, LB, tăng 4.03%.

Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 316.95 đô la Mỹ một tấn, tăng 4.38%, kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 305.40 đô la Mỹ một tấn, giảm 0.59%, kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 310.80 đô la Mỹ một tấn, tăng 3.08% và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 311.70 đô la Mỹ một tấn, tăng 4.13% Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút phút ngày 16 tháng 9 năm 2024 như sau. Thị trường cà phê trong nước hôm nay nằm trong khoảng 123.500, 124.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.600 đồng 1 kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắc là 124.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chư Prong là 123.900 đồng duy trì đã đi ngang so với ngày hôm qua ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Con Tum ở mức giá 123.900 đồng 1 kg ổn định so với ngày hôm qua, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 124.000 đồng 1 kg chững lại so với ngày hôm qua. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.500 đồng 1 kg đi ngang so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay, ngày 16 tháng 9, tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 124.000 đồng một kg không có biến động, còn tại huyện Ea Hắc Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 123.900 đồng một kg. Thực tế, cách đây khoảng nửa tháng, khi mùa đông ở Brazil đi vào giai đoạn cuối, nhiều người đã không tin giá cà phê Robusta sẽ vượt lên trên mức 5.000 đô la Mỹ một tấn. Nhưng nay điều đó đã xảy ra, không những thế giá cà phê Robusta còn nằm rất cao trên mức 5.000 đô la Mỹ một tấn.